Chỉ cần ngồi ở nhà sâu vòng tay hạt gỗ, kẹp tóc, vẫn có thể nhận mức lương vài chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Tin vào kẻ lừa đảo, nhiều người bỏ ra 190 triệu đồng đặt cọc hàng chục đơn hàng chỉ để được thưởng nửa chỉ vàng. Theo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, vấn nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm việc nhẹ lương cao đã nở rộ trở lại trong thời gian gần đây. Cụ thể như lời chào mời của công ty Thuận Trung Thông, chỉ cần ngồi nhà để sâu vòng tay hạt gỗ và lồng kẹp tóc nhựa vẫn có thể nhận được mức lương từ vài chục triệu đồng. Nếu ai có vốn cao thì có thể nhận cả vài trăm triệu đồng tiền công chỉ trong một tháng. Tuy nhiên mấu chốt ở đây đó là nếu người nào đặt cọc càng nhiều đơn hàng thì tiền công lại càng cao. Kèm với đó là tiền thưởng của công ty. Một nạn nhân của công ty Thuận Trung Thông tại Phú Thọ cho biết đã đặt đơn hàng 150 đơn hàng để nhận về làm gia công với tổng giá trị là 190 triệu đồng chỉ trong 20 ngày. Nhờ đặt một lúc nhiều đơn hàng, anh đã được công ty thưởng cho nửa chỉ vàng. Theo anh chia sẻ, mình phải đặt nhiều đơn lên thì họ mới tặng vàng. Một cái vòng gỗ này làm mất tầm khoảng 5 đến 10 phút thì xong. Một đơn của họ là 6 vòng, trả công là 170.000 đồng mỗi đơn, thì tính ra một vòng là 30.000 đồng. Ngoài ra, một nạn nhân khác của công ty Thuận Trung Thông tại Bắc Giang chia sẻ đã cọc tổng cộng 250 đơn vòng các loại với tổng trị giá là 283 triệu. Công việc mà những nạn nhân cần làm chỉ là sâu những hạt gỗ để thành một chiếc vòng tay. Ai có vốn ít hơn thì có thể nhập hàng kẹp tóc về làm. Thao tác làm kẹp tóc cũng chỉ là lồng kẹp sắt vào trong chiếc vỏ nhựa. Đây là những công việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo thậm chí còn quay video tự quảng cáo với nội dung những mặt hàng bên em cho gia công là kẹp ngọc trai, kẹp màu và chuỗi hạt. Bây giờ đang trong thời gian ưu đãi thì mình sẽ được ưu đãi về công, cả nhà ơi. Quan tâm công việc thì mình cứ nhanh tay nhắn tin ngay để được tư vấn. Thậm chí một ứng dụng có tên ShopNew đã được công ty tạo ra để khách hàng có thể theo dõi đơn hàng, rồi đặt cọc và nhận công một cách nhanh chóng. Các kho hàng cũng liên tiếp được mở ra tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc để khách hàng có thể trực tiếp nhận và gửi hàng. Ai cũng hồ hởi với công việc này, bởi đây đích thực là việc nhẹ lương cao. Nạn nhân của công ty Thuận Trung Thông tại Lào Cai cho biết, nếu mỗi ngày bản thân cọc gần 70 đơn thì tiền công của mình có thể được 8 triệu. Như vậy, một tháng làm tiền công của bản thân có thể được gần 200 triệu. Tuy nhiên, số tiền công sẽ chỉ nhiều với người có vốn làm ăn. Bởi thử thách duy nhất của công việc này đối với người làm chính là số tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải đặt cọc để lấy hàng. Cọc càng nhiều tiền, công càng cao. Theo doanh nghiệp giải thích, số tiền cọc như vậy là không cao. Công ty bắt đóng tiền là để cho khách hàng có trách nhiệm giữ gìn hàng hóa của công ty không bị thất thoát. Sau khi làm xong, công ty vẫn hoàn lại tiền cho mọi người chứ không giữ. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng chi trả đúng hẹn thì đến đầu tháng 2 năm 2024, hàng nghìn khách hàng của công ty Thuận Trung Thông trên cả nước đã không còn được trả cả cọc lẫn công. Trong ứng dụng của một nạn nhân vẫn còn ghi số tiền 261 triệu đồng sẽ được thanh toán về ví nhưng mà bị khóa, chưa rút về tài khoản được. Một số nạn nhân cũng đã xác định mình đã bị lừa vì không rút được tiền và ứng dụng đã sập. Hàng loạt kho hàng của công ty Thuận Trung Thông trên khắp các tỉnh thành cũng đồng loạt đóng cửa mà không có một lý do hay lời giải thích. Mọi liên lạc của khách hàng tới công ty đều bị cắt đứt. Một nạn nhân của công ty Thuận Trung Thông tại Bắc Giang chia sẻ đã cọc tổng cộng 250 đơn vòng các loại với tổng trị giá là 283 triệu đồng. Bài học cho những người tin vào việc nhẹ lương cao, đó là những lời mời chào như vậy sẽ không bao giờ trở thành cơ hội mà luôn là rủi ro. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao tuy không mới nhưng đang có dấu hiệu rầm rộ trở lại. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, mã OTP, số thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai hoặc trên bất kỳ trang web lạ nào. Khi phát hiện ra dấu hiệu hoặc đã trở thành nạn nhân của những trường hợp lừa đảo, người dân cần nhanh chóng tố giác các hành vi lừa đảo đến các cơ quan có thẩm quyền để hạn chế tối đa rủi ro thiệt hại, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.